chống tiêu cực ở Việt Nam được thưởng công 320.000 đồng, tương đương 16 Mỹ Kim. Sáng ngày 16 tháng 8, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức khen thưởng cho chị Hoàng Thị Nguyệt và hai người có đơn tố cáo sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Lễ khen thưởng diễn ra chỉ vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ, buồn tẻ, không có hoa, chỉ có những giọt nước mắt của những người nhận được giấy khen. Đặc biệt hơn là khi số tiền thưởng họ nhận được lại quá ít ỏi, tức là 320.000 đồng mỗi người, cả ba người cộng lại chưa đủ 1 triệu đồng, không bằng mức lương tối thiểu của công chức Việt Nam cho hành động can đảm để vạch trần vụ việc sai lầm nghiêm trọng tại bệnh viện đã gây chấn động dư luận trong thời gian vừa qua. Dư luận bàng hoàng khi biết được bệnh viện này dùng kết quả xét nghiệm máu, phân nước tiểu của một người cho nhiều người khác và sự việc trên đã nhận được hàng trăm phản hồi của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng số tiền thưởng trên là quá ít ỏi, không xứng đáng với hành động cao đẹp và dũng cảm của người chống tiêu cực. Facebooker Hồng Hà chia sẻ, được công nhận như ngày hôm nay, họ đã phải trải qua biết bao sóng gió, có những lúc họ bị đe dọa, sợ bị trả thù. Vậy mà chỉ được thưởng 320.000 đồng, tức là khoảng 16 Mỹ Kim, thì thật không xứng đáng so với tâm huyết mà họ theo đuổi. Nhiều người khác thì chế giễu, chính vì vậy, tham nhũng vẫn cứ tràn lan, không có thuốc chữa.